bây giờ em đã vừa anh thả đi rồi anh cho em lại 10.000 cương. Chưa quý là bây giờ hiểu lắm. Không nhi ơi, bây giờ hắn là anh sẽ cho em 50.000 kim cương luôn. Đúng rồi, bây giờ nó lấy 100.000 kim cương về là nó tặng cho 10 con. Trong đó em chỉ được 10.000 kim cương thôi, vì thế là anh cho em lại 10.000 kim cương. Bây giờ em cho anh hắn đi. Anh em chưa có kim cương nạp vào game, anh em đến ngay shop Quý Một Ngón Chấm Cơm, nơi bán hạt uy tín giá rẻ chất lượng. Thử dạng mai chỉ từ 19k 20k, anh em có thể trúng 9.999 kim cương. Và đường link mình sẽ để trên phần mô tả và bình luận bên dưới nha. Mẹ mình cay quá trời luôn em ơi. Anh Cao Bẹt không qua anh mượn nick của mình á, xong anh vô anh đổi tên bét tùm lum hết trơn. Anh đổi tên giống như là ghệ của ai đó rồi, giống như cho đơn gì thấy vậy đó anh em. Mẹ mình cay quá anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ vô mình gả kèo anh Cao Bẹt solo cho anh em, kèo 100.000 kim cương luôn. Thì mình nói 100.000 kim cương xong anh Cao Bẹt không có chịu nha anh em. Anh Cao Bẹt đòi 10.000 kim cương thôi. Thì bây giờ mình sẽ tạo phòng và vô solo với ảnh nha anh em. Đó. Hôm qua là anh phá hẹp, hôm nay em sẽ gạ kèo anh là kèo này là kèo 10.000 kim cương á nha. Cái gì? Chứ giờ anh thích kèo bao nhiêu nè? Cái gì, cái kèo này 100.000 kim cương luôn. What the hell? Chơi luôn. Vậy là cái kèo này 100.000 kim cương nè. Hôm qua sao anh đổi tên con bé của em thành tên của em Thu, em Hằng gì tùm lum hết trơn vậy trời. Thôi nha. Anh chơi anh đổi tên tầm bậy. Không có à, tự nhiên sao anh không đặt tên Đan Nhi mà anh đặt tên là em Thu gì tùm lum hết trơn giả. Em là em không có à, sao á đù kèo 10.000 kim cương gắt. Ủa 100.000 kim cương, trời, 100.000 kim cương là 20 triệu, đậu xanh cái kèo 20 triệu nha anh em. Ghé Nhi ơi, 20 triệu đó Nhi ơi. Rồi, công luôn. Rồi, xong chị ngăn rồi. Không, 100.000 kim cương, 100.000 kim cương. Thôi. Ủa chị với anh Bẹt cà chung mà. Rồi xong rồi. Cho anh phá cái hẹt của em nè. Thôi anh phá chứ mà trơn. Em coi clip của anh rồi. Đậu xanh. Hôm nay là anh phải đền bù cho em 20 triệu. Thôi. Hôm nay anh phải đền bù cho em 20 triệu. Thôi à, em là good boy, là trai tốt nha. Em không có tầm bậy tầm bạ nha. Em không có tầm bậy tầm bạ đâu. Chị ngang này kỳ quá à. Chị ngang này kỳ cục. Ừ. Xong rồi. 20.000 kim cương. Thôi xong rồi anh Bẹt ơi. Xong rồi. Thôi. Tại vì anh thả đi rồi anh cho em lại 10.000 kim cương. Chưa quý là bây giờ hiểu lắm.
Không Nhi ơi, bây giờ hắn là anh sẽ cho em 50.000 kim cương luôn. Đúng rồi, bây giờ nó lấy 100.000 kim cương về là nó tặng cho 10 con. Trong đó em chỉ được 10.000 kim cương thôi, thì thế là anh cho em lại 10.000 kim cương. Bây giờ em cho anh hắn đi. Thôi. Thôi đừng. Đừng có dụ dỗ người yêu của em. Thôi, đừng có mù tiêu. Không đầy gái. Chị Ngân nè. Ui anh Bạc này anh gình hay quá à. Có đủ. Anh Bạc này anh gình hay quá à. Thôi được rồi. Ok. Em thấy là anh dữ lắm rồi đó. Bây giờ em sẽ không nhường nữa nha. Hồi nãy giờ em chỉ bán 10% công lực của em thôi. Bây giờ em quất 100% luôn, em mang em lấy 100.000 kim cương luôn. Anh chuẩn bị vô cái shop của em. Còn mấy đứa kia là nó tặng em gọi là 90% công lực nữa. Thôi đi he. Đừng có dụ dỗ người yêu của em. Thôi đi he. À chị Ngân nè, chị Ngân nè, chị Ngân nè. À anh Bạc kinh nè. Anh Bạc kinh nè. Không, không luôn. Mẹ vô nhà rồi. Vẫn có ba móc. Nó đừng ngay đây nè bộ. Ui, anh khôn thế. Sao mà anh đâu rồi, anh đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Thôi xong rồi. Thôi bây giờ anh đưa em 100.000, ủa 20 triệu đi anh bắn làm gì? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? À. À. À chị Ngân nè. Chị Ngân. Chị Ngân nãy giờ dụ dỗ người yêu của em nè. Sao anh Bạc anh không bảo vệ chị Ngân gì hết trơn vậy trời, đàn ông gì kỳ vậy? Thôi 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 thôi. Anh không bảo vệ, anh không bảo vệ người yêu của anh gì hết trơn. Thôi. Ui tự nhiên em có 20 triệu ra. Ui 100.000. 100.000 kim cương là dữ lắm á anh ơi. 100.000 kim cương là dữ lắm á. Em xài biết chuyện nào em hết chạy. Giờ anh chỉ solo 10 kim cương thôi, anh có biết gì đâu. Ủa 100.000. Thôi 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 thôi. 100.000 kim cương á em không có biết à. Thôi em là trai top ha. Thôi đây ai không trai là trẻ kia mà mình là tốt. Không mà em tốt thiệt. Thì có thể được mà ai trai trơ là có ai. Nói chung là em là người đàng hoàng. Đó. Ok. Đâu rồi. Anh chị nguyên mua 100. Ui đây 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 đây. 100.000 kim cương của bố rất là nhé. Ui. Anh Bạc nè. Anh Bạc. Ê. Ui. Cố lên Nhi ơi, cố lên Nhi ơi, cố lên Nhi ơi. Đây nè, anh núp đây nè, anh núp đây nè. Anh coi trời, anh cứu á. Vậy là Nhi ơi, 100 cái kim cương á Nhi ơi. Ra đi, anh cứu kìa, anh cứu kìa. Ui, cây thế trời. 100 cái kim cương. Rồi, xong rồi, xong rồi.
Anh Bạc nè, còn anh Bạc nè, nhìn nè. Xong rồi anh Bạc rồi. Xong rồi. Trời, nhiều, căng hai luôn nha. Anh chịu thua chưa anh Bạc ơi? Xong rồi Nhi ơi. Xong rồi. Cây thế. 30 chưa phải là Tết, 30 chưa phải là Tết. 32 rồi kìa anh Bạc ơi, anh còn một chặng nữa là anh thua rồi đó, anh làm sao anh làm đi nha. Trời ơi, gần thua mà bác cười trời. À, gần thua mà bác cười. Gần thua mà bác cười. Anh Bạc ơi. 100 kim cương của em đâu? Không gà, em đưa số tài khoản cho anh luôn này nha. Alo. Tao mất tiêu rồi.